cố gắng của mình để cập nhật cho các bạn ngay trong buổi sáng ngày hôm nay về tình hình liên quan đến chiếc ghế huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia đã không thực hiện được có lẽ là mình sẽ đợi các bạn sang đến buổi tối vậy bởi vì là mình cũng đã chờ đến gần 12 giờ rồi nhưng mà không có thông tin mới bởi vì là các bạn biết là tất cả các số điện thoại tất cả những cái nguồn liên lạc bây giờ hiện nay đang bị cắt đứt bởi đơn giản là họ đang có một cuộc họp họ đang có những sự bàn bạc họ đang có những cái tính toán và có thể nó sẽ kéo dài đến buổi chiều ngày hôm nay. Xin phép quý vị và các bạn, là Minh Hải sẽ chuyển chủ đề liên quan đến uh, tiêu chí lựa chọn huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia. đâu sẽ là những ứng cử viên nặng ký nhất sang những chương trình tới. mình cũng không biết là liệu tối ngày hôm nay có có được hay không. nhưng các bạn cứ yên tâm là cứ có thông tin mới, Minh Hải ngay lập tức sẽ báo cáo lại với các bạn ngay. vào lúc độ khoảng tầm 10 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay, thì mình cập nhật được cái thông tin, cái thông tin này chưa phải là thông tin chính thức. Nhưng mà nhiều khả năng là nó cũng sẽ chi phối thông tin chính thức Là huấn viên Park Hang Seo có thể không phải là ứng cử viên nặng ký nhất Không phải nằm trong diện ưu tiên hàng đầu Mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ mời cho đội tuyển quốc gia Mình cũng xin được nhấn mạnh lại với các bạn Đây là một cái nguồn tin Nhưng thông tin này mình chưa kiểm chứng được Nhưng mà cứ báo cáo với các bạn trước Là khả năng rất cao huấn luyện viên Park Hang Seo Không phải là những ứng cử viên lựa chọn hàng đầu Của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cụ thể nó như thế nào tất cả mọi thứ ra sao thì buổi chiều buổi tối ngày hôm nay mình sẽ cố gắng lấy thông tin mới nhất và sẽ cập nhật cho các bạn sớm nhất có thể à, buổi ngày hôm nay buổi tối ngày hôm nay có thể mình sẽ livestream sớm hơn so với thường lệ bởi vì là nếu như có thông tin mới liên quan đến tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia và nếu chúng ta biết được thêm một vài những cái tên một vài những nhóm tên đang nằm trong cái diện ưu tiên của liên đoàn bóng đá việt nam để đàm phán trước thì mình sẽ xin phép các bạn lên sóng và sẽ gửi đến các bạn thông tin ngay lập tức Việc của các bạn bây giờ rất là đơn giản là các bạn hãy cứ ấn vào nút đăng ký của Vlog Minh Hải để ngay sau khi mình có thông tin mới thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn ngay. Điều thứ hai khá là quan trọng, đấy là câu chuyện liên quan đến tương lai của bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ chuyển hướng như thế nào? Chúng ta sẽ chuẩn bị ra sao? Bởi vì bây giờ có lẽ là ngay cả những người lạc quan nhất của bóng đá Việt Nam cũng không nghĩ rằng chúng ta có được cơ hội để lọt vào vòng chung kết, chính xác là vòng loại thứ ba. Của World Cup 2026 chứ đừng nói là vòng chung kết. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính xác là từ khi Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023 thì tầm nhìn của chúng ta là World Cup 2030. Vậy chúng ta đang làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì để chuẩn bị cho World Cup 2030. Hôm nay Philoc Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện toàn diện. Ngoài ra hôm nay cũng có những cái thông tin vui nữa là câu bộ Công an Hà Nội ngoài việc là lựa chọn để đàm phán với Đinh Bắc, tức là cái này thì chưa đàm phán mình phải nói với các bạn luôn. Đấy, à, bên cạnh đó thì họ cũng đang có ý định là mời thêm Jackson Quang Vinh Pendon nữa để về thi đấu cho đội của chúng ta. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam liệu có kế hoạch để xin phép ngành thể thao cho đội tuyển quốc gia của chúng ta ngoại lệ được lựa chọn và sử dụng những cầu thủ nhập tịch hay không? Thì hiện nay chúng ta đang có ý tưởng đó Các bạn cứ từ từ Mình sẽ triển khai các bạn thông tin này dần dần Bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn câu chuyện liên quan đến làm thế nào Để chúng ta hiện thực hóa được cái mục tiêu lọt vào World Cup 2030 Cá nhân mình đánh giá là nếu như bây giờ chúng ta mới bắt đầu bắt tay vào cái công việc chuẩn bị Nó vẫn là hơi muộn rồi Nhưng muộn còn hơn không Bởi vì tại sao mình nói là muộn Bởi vì nó liên quan đến công tác đào tạo trẻ Những yếu tố khác chúng ta còn có thể có thời gian nhưng những yếu tố mà liên quan đến đào tạo trẻ là chúng ta cần phải nhiều thời gian hơn. Đúng không ạ? Bởi vì là đơn giản thôi, chúng ta muốn một lứa cầu thủ được đào tạo bài bản ngay từ đầu và đến khi họ lên đến đỉnh cao thì mất tối thiểu là khoảng tầm từ 10 cho đến 13 năm. Đấy là lý do vì sao mình nói với các bạn là 2030 chúng ta chỉ còn cách 2030 có 4 năm nữa thôi. À có 6 năm nữa thôi. Như vậy là chúng ta còn 4 năm cho một cái chặng đường một cái chu kỳ tức là bây giờ chúng ta các bạn tưởng tượng là bây giờ chúng ta kết thúc cái vòng loại thứ hai thì đến 4 năm nữa thôi chúng ta lại đến vào vòng loại thứ hai thì tức là nếu như mà để mà chuẩn bị cho world cup 2030 thì chúng ta sẽ chỉ còn có 4 năm để bắt đầu đá vòng loại cho đến khi mà chúng ta đá hết hai cái vòng loại xong thì là vừa hay hết 2 năm tức là lúc đấy là đến năm 2030 đó tức là muộn nhất là đến năm 2028 chúng ta đã phải có một lứa đội tuyển quốc gia đủ mạnh để có thể cạnh tranh được còn nếu không thì sẽ rất là khó, đúng không ạ? Bây giờ mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn quan điểm của mình Cũng như là cái lộ trình của chúng mình Cho cái việc là chúng ta xây dựng World Cup 2030 Mình thì vẫn bảo lưu quan điểm là bóng đá là phải làm lớp lang Bóng đá là phải làm ngay từ khi các cầu thủ mới bắt đầu đi nhập học Thậm chí là bóng đá nước ngoài người ta còn kiểm tra rất nhiều những yếu tố Ví dụ như là liên quan đến uh, nguồn gen Bạn được sinh ra trong một gia đình như thế nào? có ai theo cái nghề cầu thủ hay không có ai là người uh, tỏa sáng hoặc là trở thành ngôi sao tất nhiên là ở một cái địa hạt nó nhỏ hơn có thể là giải vô địch trường có thể là giải vô địch huyện có thể là giải vô địch tỉnh hoặc là thành phố tức là gì họ kiểm tra xem là cái cầu thủ đó có được kế thừa cái nguồn gen từ một cái thế hệ mà có cái trí thông minh vận động hay không trí thông minh vận động là trí thông minh gì là tức là cứ khi đặt họ vào vận động thì họ sẽ thể hiện được trí thông minh còn khi tách họ ra cái hoạt động đấy họ lại trở lại như một người bình thường thì cái đấy người ta gọi là trí trí thông minh vận động tức là người ta kiểm tra từ cái câu chuyện liên quan đến chiều cao liên quan đến cân nặng cho đến cái việc là bạn đấy có tố chất thể thao hay không tố chất thể thao ở đây nói thì nó hơi rộng tố chất thể thao nó có thể liên quan đến rất nhiều những yếu tố nhưng mình nói là một trong những yếu tố quan trọng là bạn có được thừa hưởng cái nguồn gen từ cái trí thông minh vận động của gia đình hay không chưa các bạn thấy là những người ví dụ như là Quang Hải chẳng hạn, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Quang Hải Khánh Hòa hiện nay thì đã có một cậu con trai đây, là Nguyễn Lê Nguyên Khôi là bạn đấy bây giờ đang được gọi vào đội U17 và chỉ sau mấy cái trận vòng loại U17 thôi bạn đã ghi được tổng 8 bàn rồi tức là gì Khôi đã có được cái sự thừa hưởng từ cha của mình là cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Khánh Hòa đấy các bạn thấy không ạ Chứ là nếu như bạn này được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao Thì bạn đấy sẽ có cơ hội để được tiếp nhận từ rất là bé Từ niềm đam mê, từ cái việc phân tích thường xuyên Từ những cái câu chuyện của bố với các chú danh thủ Ví dụ như là bố nói chuyện với chú Công Vinh như nào thì người ta sẽ hiểu ngay Đấy các bạn thấy không Ví dụ như là Peter Smigel à, Đẻ ra ông con trai đó là Casper Smigel Từ khi Casper còn bé tí này còn ấm ngửa như này Thì đã, đã được những chú như là chú Gích rồi chú Nevin rồi chú Bê khăm đến nhà chơi rồi thỉnh thoảng ra sân vườn dạy cho nhau một vài những cái tình huống nhưng quan trọng nhất là người cha cứ ở đằng sau có một cái sân là hai bố con cứ thời gian rảnh là ra luyện tập với nhau thì các bạn tưởng tượng là đấy là một cái đấy là một cái lợi thế cực lớn thì ở bên nước ngoài là người ta đã lựa chọn những cái cầu thủ đấy theo cái kiểu là gì trước khi vào thì anh đã có được sự chuẩn bị như nào rồi chế độ dinh dưỡng ra làm sao họ còn đo xương các bạn ạ đo xương xem bạn này sẽ cao được đến tối đa là bao nhiêu đấy rồi người ta còn phát người ta còn tìm hiểu về cơ bắp là bạn này có phát triển được cơ bắp hay không tức là bây giờ người ta áp dụng khoa học kỹ thuật để một cầu thủ khi mà bắt đầu bước chân vào để sơ tuyển thôi là người ta đã biết người ta đã có định hình một cách khá là toàn diện về chuyện bạn này kịch là sẽ cao mét bao nhiêu này bạn này liệu có vấn đề gì liên quan đến cơ bắp hay không có tiềm ẩn những nguy cơ bị chấn thương không này rồi trí uh, thông minh vận động của bạn đấy như nào thông qua những bài test này kiểm tra cả ông bố và mẹ luôn đấy, thì các bạn thấy là đấy là một cái sự chuẩn bị rất là tuyệt vời sau đó thì mới đẩy vào học viện đẩy vào học viện thì bắt đầu phải có rất nhiều những cái yếu tố dinh dưỡng giáo dục rồi giáo dục thể chất tập luyện kỹ thuật học chiến thuật rồi thi đấu cọ sát rút kinh nghiệm tất cả những cái yếu tố đấy đều ở đẳng cấp rất là cao vậy thì việt nam của chúng ta bây giờ chưa xây được cái học viện nào ra hồn thì vậy liệu chúng ta có đủ cái điều kiện để sánh ngang với các cường quốc bóng đá ở châu Á hay không? Mình cho là khó. Cho nên là cái công tác đào tạo trẻ vì nó mất nhiều thời gian, nó cần thời gian để chuyển đổi. Bây giờ mình nghĩ là như kiểu ngày xưa thầy Park nói là bóng đá Việt Nam sẽ phát triển được nếu như mà có được khoảng tầm 20 cho đến 30 những học viện như của Anh Gia Lai. Ý muốn nói ở đây là gì? Chúng ta cần phải phát triển theo bề rộng chứ không phải là chỉ là một vài những cái đốm sáng về đào tạo trẻ. Mà bây giờ chúng ta cần nguyên cả một bức tranh màu sáng về đào tạo trẻ Thì đây là cái yếu tố rất là quan trọng Chúng ta không tăng cường công tác đào tạo trẻ Tức là chúng ta không cải thiện được chất lượng cầu thủ trẻ Không cải thiện được các chất lượng cầu thủ trẻ là Chúng ta không nâng được cái tiềm năng Và không nâng được tiềm năng thì chúng ta không thể có được những tài năng Cho nên là cái này là cái mà mình nghĩ là chúng ta đã thua ngay từ đầu Chúng ta luôn luôn chỉ quan tâm đến đội 1, chúng ta luôn luôn chỉ quan tâm đến giải vô địch quốc gia không ai quan tâm đến nền tảng không ai quan tâm đến cái việc là tạo ra những cái nền móng vậy thì bây giờ bóng đá việt nam nếu như để cái tầm nhìn của chúng ta chỉ là 2030 thôi thì liệu bây giờ thay đổi đào tạo trẻ có đủ không mình nghĩ là không đủ không đủ nhưng có còn hơn không bởi vì bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục sau song bởi vì các bạn biết là bây giờ nếu mà các em 12 tuổi vào thì 6 năm nữa các em mới có 18 mình nghĩ là cái công tác gọi là đào tạo trẻ 18 tuổi thì vẫn còn rất là non nhưng trên thế giới vẫn có những cái ngôi sao ở tuổi tin Cho nên là mình nghĩ là ok muộn còn hơn không Bây giờ vẫn phải làm Cho dù là nó không có thể tạo ra được một cú ích đặc biệt cho chúng ta ngay Ở World Cup 2030 Nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn còn kịp Nó vẫn còn có thể Nhưng mà nếu mà chúng ta muộn thêm 1-2 năm nữa là chúng ta không có cửa đâu Đó Yếu tố thứ hai là yếu tố liên quan đến giải vị quốc gia Giải vô địch quốc gia ở đây mình nói là giải vô địch quốc gia từ lứa trẻ cho đến lứa lớn. Từ U15, U17, U19, U21, U23 và đội tuyển quốc gia. Chúng ta bây giờ cái số lượng giải đấu đang rất là ít. Các đội bóng mà có sót xa thì tự tổ chức các giải đấu mà chơi thôi. Chứ còn bây giờ mà đợi vào giải vô địch quốc gia là không có. Những cái giải trẻ chúng ta là ít lắm, mỗi một năm có một giải. Và mỗi một giải các bạn biết rồi có hai bảng, ba bảng, bốn bảng là cùng. Đá với nhau nhiều đội không được vượt qua được vòng bảng là chỉ không vượt qua được vòng loại là chỉ đá vòng loại thôi còn nếu mà anh mà đến được vòng bảng đá bị loại ngay từ vòng bảng thì có thêm 3 trận nữa đúng không ạ như vậy là cả một năm trời đội bóng đá nhiều nhất không quá 20 trận mà các bạn biết là một năm thì thường thường là có trên 50 tuần vậy là trên 50 tuần đấy ở châu âu là người ta phải đá trên 50 trận trong khi chúng ta bây giờ mới đá được khoảng tầm 20 trận mà no no dồn đói góp có khi đá cấp tập trong vòng một tháng Đã hết một cái vòng chung kết rồi Trong khi người ta trải dài ra đều 12 tháng Thì tôi xin thưa với các bạn là như vậy Có nghĩa là chúng ta đang đi hơi sai So với cái nhịp đập của bóng đá chuyên nghiệp Và giáo án, giải đấu, thời gian Tất cả mọi thứ chúng ta đang chệch chuẩn Và chúng ta đến một khi chệch chuẩn rồi Thì chúng ta làm sao chuẩn được Chúng ta đang làm khác những đội bóng đỉnh cao Thì mà chúng ta muốn vươn đến đỉnh cao thì sẽ rất là khó Yếu tố tiếp theo là giải vô địch quốc gia dành cho đội tuyển à, dành cho cái cấp cao nhất tức là dành cho các đội một. Ở đây chúng ta nói là V-League và giải hạng nhất. Thì bây giờ chúng ta đang còn rất thiếu rất nhiều những điều kiện. Mình nói là các đội bóng bây giờ thì về chế độ dinh dưỡng mình nghĩ là bình thường. Nhiều đội bóng bây giờ chưa có chuyên gia phân tích hình ảnh. Nhiều đội bóng bây giờ chưa có phòng xem băng hình. Đấy, còn các bạn đến xem điều kiện ăn uống sân tập các thứ thì xin lỗi với các bạn luôn là nó ở cái tầm rất là thấp. Các bạn sang Myanmar nhiều sân đẹp hơn, Malaysia thì toàn sân đẹp hơn chúng ta thôi Đấy còn Thái Lan Indonesia thì các bạn cũng biết rồi Họ cũng đang phát triển rất là mạnh Thái Lan thì quá là đẹp Đẳng cấp của Thái Lan bây giờ về cơ sở hạ tầng là họ ngang với Malaysia Theo quan điểm cá nhân của mình Còn Việt Nam Indonesia với mấy cái nền bóng đá khác là tụt hẳn xuống phía dưới luôn Đó Mình chưa nói về cái chuyện là chúng ta sẽ đưa các nước cầu thủ trẻ của chúng ta ra châu Âu giống như Manapang nhá hay là chúng ta đưa những học viện của châu Âu về ở các nước đó Tức là các nước sẽ xây dựng những cái học viện theo tiêu chuẩn của châu Âu Mà mình nói luôn là ở đội 1 bây giờ là điều kiện nó chưa đủ tốt luôn Rất nhiều đội bóng bây giờ vẫn ở trong cái ngôi nhà rất là lụp sụp Xin lỗi các bạn chứ vào nó chỉ có mấy mét vuông thôi Chắc là được khoảng tầm 20, 20 mét vuông cho một cái phòng Thật sự luôn Thật sự là trông rất là xấu anh em đá bóng xong về mỗi anh em có khoảng tầm 5 6 đôi giày để vào nữa. Ôi xin lỗi các bạn chứ vào nó hôi rình, thối um. Nhiều khi mình vào mình bảo thôi anh xin lỗi anh em cho anh ra ngoài thì anh hưởng tí khí trời. Nhìn khí trời mắt lành hoặc là rồi để cho anh ra anh nhìn cái sân thì cho nó đẹp. Thực ra là chẳng nhẽ mình bảo là phòng chúng mày hôi bỏ gỗ luôn được. Đấy. Giải vô địch quốc gia của chúng ta bây giờ chất lượng nó như nào? Mình nghĩ là nó chưa được đảm bảo về mặt tài chính. Cực kỳ khó luôn, đội bóng nào cũng như con tin ấy đúng không chẳng may anh cái là mất ngay như thế rất là nguy hiểm nhưng điều quan trọng nhất tất cả những cái mình nói với các bạn về giải du quốc gia về va về dinh dưỡng về siết lại công tác trọng tài về đẩy cao cái năng lực kiếm tiền của các câu lạc bộ để tái đầu tư thì mình xin phép các bạn là mình nói thêm hai ý ý rất rất là quan trọng luôn đó là bây giờ nếu như mà chúng ta đào tạo chưa kịp bây giờ mà chúng ta chưa thể có được một cái điều kiện tốt nhất để có thể nâng tầm đội tuyển quốc gia bằng chính những cầu thủ việt nam thì có nên chăng là chúng ta sẽ phải tính toán về chuyện là chúng ta sẽ sử dụng cầu thủ nhập tịch có hai nguồn cầu thủ rất là hay đó là cầu thủ nhập tịch và cầu thủ việt kiều cầu thủ nhập tịch thì hiện nay là bên phía ngành thể thao là chưa cho phép khi bên phía ngành thể thao chưa cho phép thì xin phép mọi người là chúng ta phải chờ nếu như bên phía liên đoàn bóng việt nam không nhìn được, không xin được uh, ngành thể thao thì mình nói thẳng luôn với các bạn là không có cửa vì bây giờ nếu mà chúng ta không có viện binh thì sẽ rất là khó đấy và câu chuyện tiếp theo đấy chính là câu chuyện liên quan đến cầu thủ việt kiều thì mình nghĩ là hai câu chuyện này mình đã nói khá là nhiều rồi mình xin phép không nói sâu nữa nhưng tại sao trong chương trình ngày hôm nay cái hình ảnh mình đưa lên là hình ảnh của anh hoàng anh tuấn đây chính là cái lũ hai ba bây giờ Lứa U23 bây giờ chính là cái lứa U17 ngày xưa Và cái lứa U17 ngày xưa chính là cái lứa được quy hoạch vào thời điểm đấy cho World Cup 2030 2030 thì mình tin là cái thế hệ như của Quang Hải đã lùi sâu về Có ghê là lúc đấy các bạn đã giải nghệ rồi Rồi thế hệ của Văn Hậu có thể là sẽ còn lại một vài người Thế hệ 1999, 2000, 2001 thì còn có thể giữ lại được một một vài người còn lại thì phải là cái lứa U23 bây giờ Lứa U23 bây giờ thì vào năm 2028 Tức là khi mà khi mà chúng ta Năm 2027 Là năm mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cái vòng loại World Cup Thì lúc đấy là họ vừa hay Họ rơi vào cái giai đoạn là khoảng tầm từ 26 Cho đến 28 tuổi 25 đến 28 tuổi Thì mình nghĩ là cái lứa đó Cộng thêm với một vài những trụ cột nữa Làm lãnh tụ tinh thần đấy, mình nghĩ là lứa này sẽ là lứa rất là hay Vậy thì làm thế nào để cái lứa của U23 bây giờ nó phát triển được? Mình nói thẳng luôn là lứa U23 này là lứa U23 không tốt bằng lứa U23 trước. Cái này không có gì phải bàn cả. Nhưng mà chúng ta bắt đầu phải đầu tư nhiều hơn. Vì họ kém hơn phải đầu tư nhiều hơn. Chúng ta phải cho họ nhiều cơ hội để cọ sát hơn, nhiều cơ hội để thi đấu hơn, nhiều cơ hội để phát triển hơn. Cho nên là lứa này đang là lứa chịu rất nhiều áp lực. Bởi vì là số lượng cầu thủ được đá chính ở đội 1 cái câu lạc bộ mà họ đã khoác áo là rất ít là rất ít thưa quý vị và các bạn chính bởi vì lý do đó cho nên là hiện nay mình cho rằng là nếu mà chúng ta muốn làm tốt cái vòng loại World Cup 2030 sẽ diễn ra vào năm 2027 thì tức là chúng ta bây giờ còn cách đó có 3 năm thôi thì cái lứa này trong 3 năm tới là chúng ta phải phập rất căng chúng ta phải giúp cho họ phải phải thật sự là là lột xác thì may ra Chứ là đấy là lý do vì sao ngày hôm nay đội U23 Việt Nam chúng ta lên đường dự vòng chung kết U23 châu Á thì mình có đưa ra câu chuyện này và mong móc nối đến cái chuyện là lứa U23 này chính là lứa mà sẽ là thực hiện cho chúng ta cái nhiệm vụ World Cup 2030. Anh Hoàng Anh Tuấn hiện nay đang cố gắng để tạo ra cái nguồn lực giúp cho các cầu thủ của chúng ta có được cơ hội này. Và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì đang được đang đi trên con đường giống hệt như huấn luyện viên Mai Đức Chung với đội tuyển nước. Nếu đội tuyển nữ là 2017 để có mặt tại World Cup 2024 vừa rồi thì cũng xin thưa với các bạn là anh Hoàng Anh Tuấn cũng đã được chuẩn bị từ cách đây 2 năm để chuẩn bị cho World Cup 2030. Và các bạn thấy không là Liên đoàn đang làm một cái chiến thuật rất là giống nhau. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng được mời về làm huấn luyện viên trưởng các đội trẻ sau đó là cầm đội nữ quốc gia. Sau đó là đến anh Hoàng Anh Tuấn. Anh Hoàng Anh Tuấn cũng được giao cho lứa U17 sau đó là đi Đức, sau đó là tập luyện các thứ bây giờ là được cầm U23. Như vậy nếu mà đúng theo lộ trình của chú Mai Đức Chung thì một ngày nào đấy anh Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Và đội tuyển quốc gia đấy có thể sẽ là đội tuyển quốc gia thực hiện vòng loại World Cup 2030. Đấy là những cái gì mà mình có thể muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay các bạn. Nếu mà thấy hay, nếu mà thấy logic, nếu mà thấy nó hợp lý, các bạn nhớ hãy để cho Minh Hải một tim. Ai chưa team các bạn team cho mình. Ai chưa đăng ký, các bạn nhớ đăng ký cho mình. Khi đăng ký, các bạn nhớ nhé ấn vào chuông và chọn thông báo. Cái nút đăng ký các bạn nhìn thấy rồi đúng không ạ? ấn vào nút đăng ký, sau đó ấn vào chuông chọn thông báo. thì uh, YouTube sẽ báo cho các bạn khi mình có chương trình. đặc biệt là chương trình vào chiều tối ngày hôm nay, bởi vì là ngay sau khi mình lấy được thông tin liên quan đến tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên, thậm chí là có danh sách huấn luyện viên và bên cạnh đó là chúng ta sẽ xem xem cái lộ trình như thế nào để chúng ta có được huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Và theo thông tin mới nhất của mình thì khả năng rất cao là huấn luyện Park Hang-seo không nằm trong nhóm gọi là ứng cử viên nặng ký cho cái chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Cái này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của các bạn nhé. Vì hôm nay mình sẽ phải theo rất là sát tình hình thực tế cho nên là mình xin phép là hôm nay mình sẽ livestream đến được khoảng tầm 12 rưỡi thôi. Ok. 12 giờ 25 thì mình xin phép là sẽ ngừng live stream nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều còn bây giờ thì là cao long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì do tuổi tác do áp lực do công việc hoặc do cơ địa thì các bạn hãy sử dụng cao long giúp mình à, nó sẽ giúp mọi người kéo dài thời gian của người đàn ông và nó kéo dài tuổi thanh xuân cho mọi người luôn và bây giờ chúng ta sử dụng cao long thì về già chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp giảm được nguy cơ bị thoái hóa xương loạn xương thiếu canxi giảm nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Ok. Tiếp tục thêm một cái nữa rất là hay nữa là với những người lớn tuổi trong gia đình các bạn có người lớn tuổi thì các bạn nên đặt cao ba long cho những người lớn đó để giúp cho mọi người đỡ bị đau lưng đau xương nó cơ nó khớp củng cố thêm canxi làm cho chắc xương tức là giảm nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương những người mà bị gãy chân gãy tay gãy xương thì nên dùng nó vì nó làm liền xương nhanh hơn rồi các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn nó sẽ giúp các con phát triển được bộ khung để về sau cải thiện cả thể lực lẫn thể hình tức là giúp các con vừa cao to mà vừa khỏe mạnh các chị em phụ nữ lưu ý cho mình muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác về điều đặn như một chiếc đồng hồ như thời của con gái thì cao ba long là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em các chị em mà mới sinh con cũng nên sử dụng cao ba long bởi vì trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản các bạn truyền hết sang cho con rồi đúng không ạ cho nên khi sinh con ra xong rồi các bạn sẽ bị thiếu chất rồi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau các bạn sẽ bị cơ thể nó sẽ bị gọi là nói ra sao cho nó hiểu dễ hiểu bây giờ đúng không nhưng mà đúng các bạn sinh con ra rồi mình không muốn nói giảm nói tránh đâu thì cơ thể của chúng ta nó sẽ bị sồ xê nó sẽ bị yếu ớt thì lúc này là lúc mà cao ba long sẽ siết lại cho các chị em và giúp các chị em có được một cái cơ thể luôn luôn khỏe mạnh luôn luôn săn chắc với một cái nền tảng là vững vàng số điện thoại mình để ở trên logo 024 7777 8877 và website là đông á shop vn đây là mức giá thấp độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải. Còn nếu một sản phẩm mà không chính hãng mình đền các bạn 1 tỷ cho các bạn cứ yên tâm. Hàng là hàng chuẩn, giá là thá giá thấp nhất Việt Nam luôn. Đây là đông trùng hạ thảo giúp các bạn kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất, dưỡng chất này bổ nhưng không béo, rất tốt cho sức khỏe. Thứ hai, tăng cường số lượng tế bào tốt để bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể, giúp cơ bắp luôn luôn săn chắc, cơ thể luôn luôn tráng kiện. Các bạn biết là cùng với thời gian, cùng với cái quá trình mà chúng ta lao động làm việc và kể cả lão hóa nữa thì cơ bắp của chúng ta ngày càng bị ít đi nếu như chúng ta vẫn cứ để nó như thế thì cơ bắp bị tong teo dẫn đến việc là da rẻ bị nhăn nheo cơ thể vừa yếu mà vừa xấu lúc này đông trùng hạ thảo chi viện cho chúng ta giúp cơ bắp luôn luôn săn chắc cơ thể luôn luôn tráng kiện kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương chỗ nào có sự đứt gậy vào mặt tế bào nối liền vào chỗ nào có khoảng trống do khu để lại nó lấp đầy luôn và ở đâu mà các bạn có cái những cái vết sứt vết uh, vỡ hoặc là các bạn trải qua quá trình giao kéo phẫu thuật thì nó sẽ bịt kín những cái lộ giò mà cơ thể đang bị lộ ra. Thứ ba, tăng cường hệ miễn dịch, cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi một vòng tròn miễn dịch. Vòng tròn miễn dịch này hoạt động như một hệ thống phòng ngự của cơ thể. Khi mà bệnh tật tấn công, nếu hệ phòng ngự chúng ta tốt, chúng ta đẩy lùi nó. Nhưng cùng với thời gian, thật là đáng tiếc là cơ thể của chúng ta càng ngày càng yếu, sức đề kháng càng ngày càng thấp, cho nên là hệ thống phòng ngự càng ngày càng bị mỏng đi. Và nó đến một ngày nào đấy nếu chúng ta không củng cố nó sẽ bị xé đứt hệ thống phòng ngự bệnh tật nối đuôi nhau đi vào tấn công cơ thể của ta như đi vào chỗ không người như là dứt điểm vào khung thành bỏ trống lúc này thì đông trùng hạ thảo nó phát huy tối đa này cơ thể của bạn sinh ra được một triệu kháng thể đông trùng hạ thảo chi viện cho các bạn một triệu thành 2 triệu như vậy hệ thống phòng ngự tăng lên gấp đôi nó giống như kiểu chúng ta đang bảo vệ khung thành bởi 11 người bây giờ chúng ta bảo vệ khung thành bởi 22 người đấy là lý do vì sao các chuyên gia các bác sĩ luôn khuyên chúng ta nên dùng nên dùng cho những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, những người bị bệnh khó chữa, những người đang chữa bệnh hoặc mới bình phục, những người cần phải nâng cao tăng cường hệ miễn dịch. Một sản phẩm giúp các bạn sống lâu, một sản phẩm giúp các bạn sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại 024-7777-8877. Mình xin nhắc lại đây là sản phẩm chính hãng, một sản phẩm không chính hãng mình đền các bạn 1 tỷ. Và đây là mức giá mà mình điều được độc quyền thấp chỉ cho các bạn mà thôi. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 Và website là shop vn Cảm ơn mọi người rất nhiều Bây giờ mình xin phép là Bây giờ mình xin phép các bạn là mình sẽ trả lời câu hỏi nhá Chúng ta sẽ còn 10 phút nữa 10 phút nữa là mình sẽ kết thúc cái chương trình livestream ngày hôm nay Mình xin nhắc lại các bạn là trong những ngày này Chúng mình sẽ đang cố gắng lấy được càng nhiều thông tin càng tốt Từ tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên này rồi danh sách này ai là người được ưu tiên ai là người không được ưu tiên này rồi những cái kế hoạch tiếp theo của đội tuyển quốc gia như thế nào thì mình sẽ báo cáo với các bạn ngay và ngày hôm nay mình tin là mình sẽ livestream sớm hơn thường lệ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra cho mình nhá cảm ơn các bạn rất là nhiều trung nghĩa bùi đó là thủ môn văn toàn của hải phòng hiện nay ra sao anh hải văn toàn thì vẫn tập thôi nhưng mà bạn ấy đang dự bị cho đình triệu các bạn thấy không từ một cầu thủ của đội tuyển quốc gia nhưng mà chỉ cần lơ là hoặc là chỉ cần không có được một cái điều kiện thuận lợi vì toàn đợt vừa rồi là bị đau cái vai bạn ấy nghỉ một cái thời gian thế là cuối cùng khi quay lại là đình triệu đang chơi rất là ổn định rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều để đợi từ từ tí nhá để mình đi tìm bạn mcv xem là bạn nào À ok MVP Tức là ý bạn nói là Most valuable player là cầu thủ xuất sắc nhất đấy Nhưng mà bạn MVP thân mến là Bạn đã bị khóa nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều Bây giờ thì chúng ta chuyển sang phần trả lời câu hỏi Các bạn có câu hỏi gì Thì các bạn đặt ra nhá Mình sẽ cố gắng Lập đen của nói là Cứ copy Nhật mà làm bằng nửa nó Cũng là tốt rồi Hàn Thái nó cũng copy của Nhật cứ châu Âu làm gì Mình nói luôn với các bạn nhé Để học được người Nhật cực khó luôn Các bạn nếu mà các bạn đến Nhật Thì các bạn cứ thử mà xem Đố các bạn sống được một tháng ở Nhật Mà các bạn cảm thấy thoải mái đấy Các bạn phải sống ở đấy một thời gian dài Phải thẩm thấu được cái phong cách của họ Thì may ra Bởi vì là người Người Nhật họ khác lắm các bạn Họ kỷ luật lắm Mọi người đang có vẻ hơi bi quan về lứa này đúng không? Từ từ đã các bạn, không có gì phải lo cả. Can tê tâm, lứa này chả có tương lai tí nào cả, bỏ đi và làm lại cái mới còn hơn. Can tê tâm ơi, hai ngày hôm nay anh thấy em comment rất là rất là bi quan đấy. Chẳng nghe bây giờ lại chúng ta lại đưa cái lứa 17 đây nè. Đúng không? Mình nói luôn là lứa 17 này cũng chả khác gì lứa của của chúng ta đâu. Không có gì khác biệt đâu. Huấn viên Park Hang Seo có dẫn dắt không anh Hải? Mình nghĩ là không. Mình nghĩ là cả hai đều không. Có thể là thầy Park cũng không sẵn sàng. Và có thể là liên đoàn cũng sẽ không mời. Nhưng tất nhiên là các bạn chờ mình nhá. Đợi mình uh, có cái thông tin mới thì mình sẽ báo với mọi người. Bởi vì mình không muốn là đưa thông tin cho các bạn bằng sự phán đoán của mình. Mình muốn đưa thông tin cho các bạn bằng chính thông tin từ trong ra. Chứ còn uh, nếu mà để phán đoán thì không hay. Cảm ơn bạn Hẹ, cháu chào chú Hải idol của cháu, cảm ơn bạn. Cánh trái mất minh trọng và tuấn tài, mình không lo ngại Minh Hải à, em lo ngại. Bởi vì nói gì thì nói, các bạn này cũng đang là cầu thủ gọi là hàng đầu của chúng ta ở vị trí của họ rồi. Các bạn uh, có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá. Xin lỗi mọi người à uh... Nếu như ngày hôm nay mình livestream muộn hơn một tí Bởi vì là mình vào muộn Hôm nay thì cố cố sống cố mái là phải tỷ lấy bằng được thông tin Nhưng mà không kịp các bạn ạ Cho nên là thôi mình khuất các bạn đến chiều Hồng Trần tôi xem Minh Hải 9 năm Chỉ like và nghe phân tích Cảm ơn bạn rất là nhiều Anh Dương nên học cách kiên trì và làm bóng đá Một cách bài bản và căn cơ mình nói luôn là chúng ta có làm kiểu gì thì làm Nhưng mà chúng ta không nâng cấp cái công tác đào tạo trẻ lên là vứt hết những cái yếu tố mang tính hỗ trợ thi đấu như là sân bãi, như là dinh dưỡng, như là ngân sách, như là chuyên gia. Hiện nay chúng ta đang thiếu nhiều lắm. Không có cơ hội nhiều đâu các bạn ạ. Bạn Tùng Trần có nói là sao lúc anh nói về mời cho bằng được ông Park rồi lúc anh lại nói về chắc là không mời. Vậy biết đâu là tin đúng ở anh? Sao thế 50-50 vậy? Bạn nghe bạn chả hiểu gì cả. Bạn nghe bạn không hiểu xong rồi bạn lại cứ nhiều khi bạn cứ trì trích mình Mình nói là nếu như bây giờ mà muốn bóng đá Việt Nam phát triển một cách an toàn nhưng vẫn có đột biến Thì phải mời bằng được thầy Pháp Đấy là quan điểm của mình Và quan điểm của một bác ở trong ở trong cái nhóm có thể tuyển được quân Nhưng cái nhóm tuyển quân đó Cái cái người đó trong cái nhóm tuyển quân đó Chỉ là một tiếng tiếng nói thôi Trong khoảng đâu đó hơn 10 tiếng nói Các bạn hiểu không ạ? Tức là nếu mà chúng ta tiêu chí chúng ta đặt ra là chúng ta phát triển một cách bền vững nhưng vẫn có đột biến thì cần có những người như thầy Park Thế Ly. Nhưng bây giờ cái quan điểm chung của cái hội đồng huấn luyện viên quốc gia và của cái bộ phận chuyên môn của liên đoàn hiện nay thì cái số lượng lớn người hơn là người ta muốn mời một huấn luyện viên mới tinh để có được sự đột biến là bởi vì người ta không muốn đi lại những cái con đường cũ nữa, người ta muốn đi một con đường mới hoàn toàn bởi vì thầy Park, thầy Lee mà nếu mà dẫn dắt thì vẫn có thể trở lại với đội hình là là phòng ngự phản công. Bây giờ chúng ta đang xây dựng lối đá tấn công và kiểm soát bóng thì chúng ta cần một người như vậy. Bạn Tùng Trần hiểu ý mình không? Các bạn nghe rồi các bạn cố gắng các bạn phân tích cho mình. Những cái thông tin này nó không có gì là mâu thuẫn cả. Bởi vì bây giờ hiện nay cái hệ tiêu chí của chúng ta chúng ta đang xây dựng mà. Chứ ngày hôm nay mình mới nói là Hội đồng viên quốc gia và Liên đoàn làm việc với nhau trong trong tuần này họ sẽ cố gắng đi đến một cái thống nhất trong tuần này. Đó là chúng ta chốt được cái tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên. Bởi vì cái tiêu chí đấy nó sẽ quyết định luôn ai sẽ là người trở thành ứng cử viên. Hai cái vấn đề này nó rất là khác nhau. Mình nói là mời bằng được nếu như chúng ta muốn phát triển một cách nó chắc chắn. Và mình cũng cho rằng cái việc chúng ta tạo dựng được niềm tin với người hâm mộ. Đấy, đưa khán giả đến sân và người hâm mộ lại ủng hộ đội tuyển để tạo ra cho chúng ta một cái nền tảng Nói tuyệt ra nó là nền tảng về mặt tiền bạc để giúp cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam có kinh phí mà đầu tư thì chúng ta nên phải mời bằng được huấn luyện viên Park Hang-seo. Và mình cũng nói rồi là ngoài bầu đức ra thì còn có thêm một vài người nữa có thể tác động để huấn luyện viên Park Hang-seo đổi ý. Đấy, nhưng mà mình cho rằng vào thời điểm này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang hướng đến một cái việc đó là chúng ta sẽ lựa chọn một huấn luyện viên tiếp tục cái con đường đó là chúng ta vẫn tiếp tục kiểm soát bóng, chúng ta vẫn chơi theo bóng đá tấn công để chúng ta tiệm cận được với World Cup 2030. Xây dựng nó là như thế. Bởi vì sau này thì họ sẽ trẻ hóa. Họ sẽ bốc toàn bộ cái lứa U23 bây giờ lên. Để giúp cho đội tuyển quốc gia chúng ta được trẻ hóa. Và có nhiều thời gian để xây dựng chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030. Đó. Khổ lắm cơ. Nhiều khi mình nói mà mọi người không hiểu. Xong rồi mọi người cứ bảo là mình nói tiền hậu bất nhất. Xong rồi à, lại thế này thế kia. Nói chung là buồn lắm ấy. bạn Tùng Trần có nói là anh Hải ấy, nói cái khó khăn tài chính hiện nay của các chợ trợ quay lưng về bóng đá Việt Nam vậy anh cho em hỏi ngân sách nhà nước đầu tư cho thể thao cụ thể là cho liên đoàn bóng đá là bao nhiêu phần trăm có đáng kể không mình nói là mình không dám thống kê đâu nhưng mà đây là mình không có con số cụ thể nhưng mình nghĩ là nó không nó không quá 10% bởi vì các bạn tưởng tượng nhá là ví dụ như là giả lương cho một ông huấn luyện viên trưởng đội chủ quốc gia này ví dụ trả lương cho thầy Park 50.000 liên đoàn phải tự chạy Có thể có nhà tài trợ Có thể là họ phải tự bỏ tiền túi Nếu có nhà tài, 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 tài trợ Còn uh, ngành thể thao Thì chỉ trả cho huấn luyện viên đó Cái tiền chúng ta tạm gọi là Cái tiền thuế thu nhập cá nhân thôi Nhưng không có một mình Ông huấn luyện viên đấy, ông còn mang theo bao nhiêu trợ lý Rồi còn có Những cái tiền dành cho các đội tuyển quốc gia nữa Mình nói luôn với các bạn là Nếu mà sống bằng ngân sách thì không có đâu Ngân sách chỉ là một phần gọi là thêm mắm, thêm muối, thêm gia vị thôi Chứ còn nếu mà để gọi là có nhiều thì không có đâu bạn ạ à. Đó là những cái thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn tiếp tục nhá Đây vẫn là chiếc áo Vicento President Và đây vẫn là chiếc áo làm bằng lụa Nhật Bản Mềm mịn, mượt mát và không nhăn Và đây vẫn là chiếc áo ở trên thị trường bán với giá trên 1 triệu đồng và đây là chiếc áo mà Vicento đã giảm cho các bạn 40%, giá chỉ còn 639 000 Và đây vẫn là chiếc áo mà Vicento tạo cho các bạn một cái combo phải nói là ngã cây luôn. 1 triệu 398 000 cho 3 chiếc. Và nếu các bạn mua 3 chiếc này các bạn được tặng một cái ví. Ví này là ví da cá sấu xịn sò con bò luôn. Và nó là ví da cá sấu nếu các bạn chứng minh nó không phải da cá sấu mình lại bất nền cho các bạn 1 tỷ. Có trị giá là 1 triệu 598 000 đây là chiếc áo mà mình khuyên các bạn là nên dùng Vì form nó rất là đẹp, nó rất là mát Đây là bộ sưu tập mới nhất của Vicento vào mùa hè 2024 Ở vicento.vn thì các bạn có một quyền rất là lớn Đó là tự thành lập combo Combo càng lớn thì giảm giá càng sâu Combo càng lớn các bạn được tặng quà càng cao Và nếu các bạn đến 240 mã thì các bạn sẽ được tặng thêm quà Trên màn hình của các bạn bây giờ chính là tuyệt phẩm của nhà Menhouse 2 em, 1 em C4 và 1 em V8 FC4 này thì giá của nó là 339 000 một chiếc, mua hai chiếc thì giá của nó chỉ còn là 639 000 Nó có 4 ổ cắm điện và hai cổng sạc, à ba cổng sạc, hai cổng USB và một cổng là tai chi. Si. Đây là FC4 nhá, con V8 thì hay hơn. Con này thì rất là đẹp để ngồi ở tiệc lẩu hoặc là để phòng khách thì nó rất là đẹp. Còn đây là em V8, mv 8 này thì cái gì cũng hơn FC4. Nhưng mà giá tiền thì nó nhỉnh hơn chút xíu thôi. Nó là 8 ổ cắm cộng với hai cổng 4 cổng sạc, 2 cổng USB, 2 cổng taxi. Nó vẫn có dây dài hơn, dây dài là 3 m. Nó dài gấp đôi so với con C4. Và giá của nó thì chỉ là 698.000 cho combo 2 chiếc. Mình xin được nhắc lại với các bạn là combo 2 chiếc thì giá chỉ còn có 698.000 thôi. Tức là nó chỉ hơn con kia con C4 này có chút xíu có 60.000 Nhưng mà số lượng ổ của nó thì nó là ta, nó hơn 10 thiết bị kết nối với nhau Còn chất lượng thì là xem xem các bạn nhé Chất lượng thì nó chính là con Menhau V8 huyền thoại trước đây à, Dây lõi đồng nguyên khối 3 ly chịu được tải lên đến 4.000W Đấy, nó chịu được 4.000W chứ là các bạn cắm 2-3 lồi lẩu và ăn tẹt ra Rồi à, nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành một năm ở đây có anh chàng trung vệ áo đỏ có tên là anh Atomat đây, chính là anh này. Các bạn đi làm, đi chơi hoặc là đi ngủ thì nó vẫn thức, nó thức 24 trên 24 để nó đảm bảo cho các bạn là cái ổ cắm điện này không bị cháy nổ. Để giữ cho gia đình là các bạn luôn luôn an toàn. Gia đình là bố, là mẹ, là vợ, là con, đúng không? Là cả khối tài sản mà chúng ta mất cả đời để tích góp. Một bộ đôi này mình nghĩ là các bạn rất là nên mua nếu mà các bạn cần phải trang trí thì mua con C4. Còn nếu các bạn mua để dùng thì các bạn mua con V8 này nó kinh tế hơn rất là nhiều. Số điện thoại mình để trên logo 0889 và website là manhow.vn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta còn 3 phút nữa. Bạn Hảo Huy à? Ok, đi tìm bạn Hảo Huy cái xem nào. Hảo Huy mình sẽ trả lời bạn Hảo Huy Sau đó là xem xem là bạn cô okay ghê hay không Hảo Huy nói là tôi tự hỏi ông youtuber này trả lời được gì Và giúp được gì cho nền bóng đá Hay chỉ ngồi suy diễn nói trả lời Thì không có cơ sở Ví dụ như câu ngân sách Không biết nói thì phải đi tìm hiểu Trả lời 10% gì của toàn GDP Việt Nam à, Ok có thể là lỗi của mình nếu mình nói 10% ở đây ý mình nói là tổng ngân sách hoạt động của liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng một năm, đó mình xin lỗi các bạn là có thể là mình nói chưa đầy đủ gãy gãy gọn nhưng mà mình tin là 10% các bạn hiểu được uh, là cái câu chuyện liên quan đến uh, tức là các bạn hiểu là mình đang nói về cái ngân sách dành cho bóng đá một năm mà liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý các bạn tưởng tượng là cái uh, cái ngân sách này mỗi một năm nó sẽ có sự thay đổi Ví dụ năm nay nhiều hơn, năm sau ít hơn, năm sau nữa nhiều hơn nữa Ví dụ như thế thì mỗi một năm nó có sự thay đổi Nhưng mình nói luôn với các bạn là khoản tiền được đầu tư cho cho bóng đá từ nhà nước là rất ít Mà chúng ta cái nguồn ngân sách chính của liên đoàn là tự hoạch định Và nó dựa trên một cái nguồn người ta gọi là nguồn xã hội hóa Con số thì thực sự là rất là khó để có thể biết được Mình tin là bây giờ hỏi ngay ông chủ tịch liên đoàn, ông chủ tịch liên đoàn cũng không thể biết được bởi vì cái khoản tiền của chúng ta chi một năm là bao nhiêu là chúng ta chưa thể chốt lại được nhé Ví dụ như năm 2023 thì có thể chốt lại được thì chúng ta sẽ biết được à Năm 2023 là nhà nước hỗ trợ là bao nhiêu là được bao nhiêu phần trăm Năm 2024 là chúng ta không thể biết được Đấy Còn à, nếu bạn nói là mình chỉ có ngồi suy diễn Thì bạn hơi bị nhầm Bởi vì mình không ngồi Mình có lẽ là phóng viên đi nhiều và bậc nhất Và thứ hai nữa là cái công tác lấy thông tin của mình Thì ở đây tất cả mọi người đều biết Ok Bạn Hào Huy Bạn đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái mình đồng ý à, Bạn Hào Huy sẽ không bị block Bởi vì là bạn nói đúng là một, vài, một cái mà mình đang hơi bị sai Đó là mình không có được thông tin cụ thể Bởi vì năm nay là cái năm mà chúng ta chưa biết được là chúng ta sẽ chi bao nhiêu Cái cái sai đúng là của mình luôn Đấy là mình nói 10% của cái gì Thì mình xin được nói cho nó rõ với bạn Hào Huy Đấy là 10% tổng ngân sách hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong một năm. Ok chứ còn của GDP thì nó cao quá đúng không? đó thì đấy là mình chia sẻ với mọi người như vậy. À, mọi người thông cảm với mình một chút. À, ai mua thì mua, ai không mua thì thôi. mọi người mua thì nó sẽ mang lại nguồn lợi cho mọi người. ví dụ như là cái đồ ăn thức uống thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của mọi người. hay là ví dụ như là những cái ổ điện như này thì nó sẽ mang lại sự an toàn cho các bạn. Mình thì không dám nói là rồi một ngày nào đấy các bạn sẽ hiểu được là nó rất là tốt Mình chỉ mong là đấy những cái sản phẩm này tốt là nó sẽ giảm cho các bạn những cái nguy cơ Để các bạn không bao giờ phải đối mặt với nó Để các bạn đừng bao giờ phải nói là ừ may quá mua cái của Minh Hà Bởi vì sao? Bởi vì là nói thẳng luôn với các bạn Để một khi nó đã xảy ra cháy nổ rồi là chúng ta không còn cơ hội để nói câu đó nữa Cho nên là mình thì mình nghĩ là nó chỉ có 300 hơn 300 một tí thôi Thì nếu như các bạn mà mua thì các bạn mua còn nếu không mua thì thôi những người mua thì hỗ trợ cho chúng mình có thêm được một cái khoản để chúng mình duy trì cuộc sống và tái đầu tư các bạn biết là liên đoàn thì còn có nguồn thu từ ngành thể thao đúng không ạ chúng mình thì đâu có nguồn thu từ đâu đâu nếu như không có nguồn thu từ xã hội hóa từ chính những cái việc các bạn hỗ trợ như này bằng việc là mình mình mang đến cho các bạn những giá trị tức là những sản phẩm có giá trị và mình được trích lại một phần nhỏ cái giá trị đó để mình nuôi sống bản thân và nuôi sống ekip để phục vụ cho các bạn thì mình nghĩ là cái chuyện đấy là chuyện bình thường thôi đúng không bây giờ nếu mà nói liên đoàn, đoàn việt nam đang có vấn đề khó khăn về mặt tài chính vlog minh hải còn khó khăn hơn như thế rất nhiều vì chúng mình không có bất cứ một đơn vị nào hỗ trợ cả chúng mình chỉ có một cái nguồn là tự làm thôi và các bạn thấy không là mình không nhận tiền donate mọi người donate là mình không tặng thậm chí là mọi người có đề nghị là mua tặng mình thiết bị mình cũng không nhận không lấy bởi vì tất cả những cái gì nó không có mồ hôi công sức của mình thì mình không bao giờ mình nhận Cảm ơn mọi người rất là nhiều Một lần nữa rất là xin lỗi mọi người Vì uh, những cái phần cuối của chương trình này nó không được hay Và một lời đề nghị nữa Mình hy vọng là buổi chiều tối ngày hôm nay Mình sẽ có thông tin sớm Để mang đến cho các bạn Và hy vọng rằng sẽ là những thông tin hay Và sẽ gửi đến các bạn thông tin này sớm thôi Cảm ơn mọi người rất nhiều Xin lỗi mọi người Bây giờ thì uh, mình xin phép là sẽ dừng luồng live stream ở đây Mình sẽ cố gắng nói nó gây gọn hơn Nó đúng đắn hơn Để cho các bạn uh, hiểu một cách rõ ràng hơn Đỡ khó chịu còn tất nhiên là có nhiều việc thì chúng ta đã mặc định với nhau rồi đúng không ạ chúng ta đang nói về bóng đá thì đương nhiên là không nói về gdp rồi đúng không cảm ơn mọi người rất là nhiều bây giờ minh hải xin được kính chào